Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có được sự đồng ý của bạn Trình là vào chia sẻ cái hoàn cảnh của ông cụ bại liệt mà sống neo đơn với cô bác. Và hôm nay cháu Lực ra thì cũng có trích cái tiền của chị Trần Đỗ Giáng My. Chị có gửi cho cháu Lực và cháu Lực trích cái tiền này ra là để đi vào thăm ông bà cụ một bữa cô bác. Ông bà cụ thì có cũng cùng xã với cháu Lực cho nên là cháu Lực cũng chỉ di chuyển là một đoạn thôi là cũng tới nhà của ông cụ rồi. Nhưng mà do là cháu Lực không biết ông cụ ở đâu, chỉ biết không biết là do là không biết ông không biết là ngôi nhà của ông cụ là nằm ở đâu. Chỉ biết là cái thôn ông cụ là đang sinh sống thôi. Và rất là may thì gặp được một cái em nhỏ là đang đi học về. Thì em ấy có biết là nhà cái ông cụ mà bị bại liệt đấy cô bác. Em thì có biết nhà ông cụ không? Có. Có à? Vâng. Em thì vừa mới đi học về à? Vâng. Năm nay thì được bao tuổi rồi? 15. Năm nay được 15 tuổi à? Vâng. Nhà em là ở đây hay là ở đâu? Dưới kia. Ở dưới kia à? Vâng. Thế thì anh vừa nãy hỏi thì em có biết là cái ông cụ mà bị bại liệt không? Có. Có à? Nhà ông ấy thì ở đâu? Dưới này. Ở nhà dưới này à? Thế Vâng. bây giờ nếu mà anh muốn đi thì đi đường nào em? Đường này. Đi vào đường này à? Vâng, xuống dưới xong dưới kia cũng đường này. À, là đi vòng ở đây đúng không? Xuống đây đấy cũng đường bé xong xong đường. À, vâng, thế anh cảm ơn nhá. Vâng. À, đi học về thì đã ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn cơm gì luôn à? Vâng. Thế anh biếu em một chút nhé. Anh biếu em một chút nhá. Đấy. Để đấy, đi ra kia mua bánh ăn nhá. Rồi thế anh cảm ơn nhá. Là nhà ở dưới kia đúng không? Ừ. Rồi. Thế bây giờ thì cũng đã hỏi được nhà của ông cụ rồi cô bác ạ. Thế rất là may là gặp em nhỏ có chỉ nhà cho cháu Lực. Và cháu Lực cũng đã biết nhà của ông rồi. Chắc là đi xuống đường này hay sao rồi. Mấy bạn nhỏ này vừa đi học về à? À, nhà ở đâu? Nhà ở Tân Nam ở. Nam ở là đi đường nào? Đi đường. À, đi đường này à? À. Cái nhà của ông cụ thì không có đi được xe máy đâu này cô bác này. Một cái đường mà nhỏ mà đường mòn thôi. Sứ ơi. Mùa này thì ở trên vùng cao đang là mùa có cây ổi này các bác này. Đây thì xem nào, có quả ổi không. Ây da, ây da, ây da. Anh lấy cho Sử một quả ổi nhá. Ui, quả này không được rồi, quả này vàng bị chim ăn rồi. Đây này nào. Hình như đây là trẻ con nó đi học về là nó vặt hết rồi sao Sử ạ. Mùa này thì đang ở vùng cao đang là mùa có quả ổi này các bác này. Rất là nhiều ra được mỗi cỏ nhỏ nhỏ này, ăn thử ổi nha. Ổi rất là ngọt và rất là giòn luôn các bác ạ. Đây không có này Sử này. Đấy, bây giờ thì đến nhà của ông cụ thì cháu được sẽ tiếp tục là ghi hình tiếp cô bác ạ. Và xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị theo dõi hết cái video ạ. Ui, gà này biết bổ ấy. Bây giờ thì cũng gần đến của nhà ông cụ mà bị bại liệt rồi cô bác ạ. Một cái đường vào mà rất là nhỏ nhỏ luôn các bác. Hầu như là cái con đường này không có ai đi vào máy. Đây, chỉ có là một cái đường mà chắc là được ai đó mà đi đi qua thì nó sẽ không có bị mọc cỏ thêm nữa. Ngôi nhà này sao này các bác này. Như các bác có thể nhìn thấy ở phần bên ngoài thì một cái ngôi nhà mà nó rất là gọi là xuống cấp rất là nhiều rồi. Những cái tấm ván, những cái tấm
bằng tre này, bằng nướn này thì làm nó đã gần bị mọt hết rồi. Và những cái cột gỗ này thì nó đã bị con mọt mà đục lung chúng chúng này các bác này. Hầu hình như là ở dưới này có một cái con tài này các bác này. Theo như cháu Lực hiểu là người mà chưa mất đấy các bác thì đã làm cái quan tài sắn rồi. Cái chuyện này thì hình như là có một số nhà thì làm, còn là một số nhà thì chưa có làm các bác. Nhưng mà phải nói là cũng rất là cháu Lực không biết diễn tả ra làm sao. Mặc dù mình vẫn còn đang sống sờ sờ ở đấy, nhưng mà đã chuẩn bị cho mình một cái cố quan tài trước rồi. Cũng có thể nói là gọi là đợi cái ngày mà mình mất đi thôi các bác. Đấy. Như cô bác có thể nhìn thấy là đường đi vào nhà của ông cụ, cái cầu thang mà lên nhà của ông cụ này, cô bác này, cũng đã bị nghiêng rồi. Và có những cái tấm thì nó cũng đã bị hỏng đi rất là nhiều. Ôi. Một cái cánh cửa này cô bác này, hầu như nó đã bị nghiêng cả cái ngôi nhà đi rồi. Đây, con chào ông nhá. Đấy, dê rút hát cả chú bang rút hát dê. Rút chị ra. Ông ấy đang phát năm hỏi nè. Phát năm cha chín thá. Ồ. Còn dê cái dù hà giang thần. Ồ. Dê đấy cả ông có tóc dê hạc rủ cho nó. Dê các phụ nhìn các bệnh nào đấy nhé kìa. Nó trong là nó. Đó cắm tê á. Anh nó bị tay rồi. Ồ. Ông thì ở đây thì có những cái đồ thì chắc là do là bạn Trình cũng mới mua lên này cô bác này. Có những thùng mì tôm này. Và có những thùng phở cho ông. Ông thì đang đun nước chè à? Vâng. Không có gì, hôm nay thì con cũng được sự đồng ý của bạn Trình nhé, thì là lên thăm ông một chút. Đấy, và cũng mua cho ông là thêm một ít thịt nữa này. Đấy. Thịt này thì vâng, thịt này thì cháu sẽ để đây một tí nữa nhá. Và mua cho ông thêm một chút đồ. Ông thì đã ăn cơm chưa? Ăn tí rồi. Ăn một tí à? Ừ. Ông có muốn ăn cháo không để cháu pha cháo cho ông? Ăn rồi. Ăn rồi à? Ừ. Dạ, thì ăn cái gì nó ăn cũng được nhiều trong rồi. Vâng. Đấy, đây thì con mua trong là một chai dầu ăn nhá. Đó, thêm một chai dầu ăn. Đấy, hôm nay thì cháu lên thì cháu có trích cái tiền của chị Trần Đỗ Giáng My lên là thăm ông bà cụ. Đấy, và cháu Lực mua cháo là 10 gói là 35.000 và mua một chai dầu ăn là 60.000, mua một gói mì chính này này là 55.000 và mua một cái hộp ông Thọ này này. Ông thì có muốn uống sữa ông Thọ này không? Thích cái gì? Cái gì ông thích à? Vâng, thế là được rồi ông ạ. Và mua thêm một cái hộp bánh choco pie nữa này là 55.000. Số bánh kẹo này thì cháu Lực mua là tổng hết là 230.000 và mua thêm là một cân rưỡi thịt lợn nữa là người ta lấy của cháu Lực là 170.000 cô bác ạ. Đấy, tổng hết hôm nay là cháu Lực mua là 400.000 cô bác ạ. Đấy, tổng số tiền hôm nay cháu Lực trích ra để mua là, cho bác cảm đấy. Dạ, dạ vâng. Đấy, bây giờ thì con để đồ ở đây đây nhá. Rồi thì nói chuyện với ông một chút đã cô bác. Đấy. Thì sẽ đi vào và tìm hiểu thêm về những cái hoàn cảnh của ông cụ một chút. Cảm ơn cháu. Vâng. Ông thì sống một mình như này lâu chưa ông? Một mình ở lâu rồi. Một mình ở lâu rồi à? Vẫn uống chứ. Ông thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ông? Được 70 tuổi rồi. Được 70 tuổi à? Ừ. Ồ, 70 tuổi. Thế nhưng mà ông bị liệt thế này thì bị lâu chưa? Bị cái này nó đi đâu không được à? Đi đâu không được à? Nhưng mà ông bị được bao nhiêu năm rồi ông? Bị được 3-4 năm rồi. Bị được 3-4 năm rồi à? Ừ. Ồ, thế là bị liệt là lâu lắm rồi cô bác ạ. Ông uống có uống sữa ông Thọ luôn không? Để con pha cho ông một ít nhá. Vâng.
Vâng, đây. Ông thì những cái vật dụng ông thì không có di chuyển được đi xa có bác. Ngon lắm đấy. À, những cái vật dụng ông thì để gần đây luôn. Này, không 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 sao ạ. Nó rơi hết đấy. Vâng. Pha cốc này không? Vâng. Đây có nước sôi. Vâng. Một cái này ngon lắm đấy. Vâng, ông là thích uống sứa này à? Thích chứ. Vâng. Thế thì để lần sau cháu xuống thì cháu lại mua sứa này cho ông nhiều hơn nhé. Vâng. Vâng. Hôm nọ bác nó ăn rồi. Vâng, hôm nọ là bạn Trình cũng mua lên cho bác à? Vâng. À, mua lên cho ông à? Vâng. Vâng. Ông thì cái gì nó ăn, cái gì cũng ăn được. Vâng. Đấy, con để đây đã. À, một tí nữa thì để ra bát ông ạ. Để ra bát xong là để một tí nước ở xung quanh như này. Vâng. Thì kiến nó sẽ không va vào. Vâng. Nóng này. Không không được đâu ạ. Sao đâu. Đây, từ từ bây giờ cháu đi ra lấy lúa về cho khoái khoái cho ông nhá. Ngon lắm đấy. Vâng. Nếu mà phải để muối muối một chút thì mới uống được không ạ? Ấm này của ông đẹp đấy nhỉ? Cháu mua cho. Cháu mua cho ông à? Ừ. Bây giờ để nguội một chút ông nhé. Vâng. À. Đây là cái thùng nước à ông? À, đây là cái xô nước. Thế những cái xô nước này thì ai xách cho ông? Cháu bên kia. Cháu bên kia là ra xách cho ông à? Ừ. Ôi giời. Thế như cái ăn uống như này thì ông tự nấu hay là có ai nấu cho ông được không? À, cháu bên kia nấu cho. Cũng là cháu ở bên kia nấu cho à? Ừ. À. Sáng nay thì ông ăn cơm với cái gì sáng nay ấy? Ăn rồi. Ăn rồi à? Ừ. Nhưng mà ông ăn cơm với cái gì? Ăn cơm có thịt không ông? À, không có đâu. Không có thịt á? Ừ. Rồi. Đấy thì hôm nay cháu mua lên đây. Một tí nữa thì cháu sẽ mang... Ừ. Cái này cũng sao ăn được chứ. Dạ vâng, cái này thì là dầu không? Vâng. Dạ, vâng. Còn đây là những cái gói cháo này. Thì một tí nữa cháu sẽ pha cháo cho ông nhé. Vâng. Thì nó đã... Tối nào bây giờ 12, 3 giờ nó ăn được. Bây giờ nó... À, ăn xong nó... À, thế thì một tí nữa mới ăn đúng không nhá? Vâng. Đấy, thế thì một tí nữa là cháu còn ở đây lộ, còn ở đây dài mà. Ở đây với ông cả ngày mà. Xong thì một tí nữa cháu sẽ pha cháo cho ông nhé. Vâng. À, đối thì... Ông nấu cơm cho. Dạ thôi, ông cháu ăn rồi ông ạ. Chưa ăn mà. Cháu ăn rồi. Thế ông thì còn bảo là nấu cơm cho cháu Lực này cô bác này. Có thể nói là ông sống trong một cái ngôi nhà mà rất là nhỏ đó cô bác. Ngôi nhà này thì hình như là nó là bị nghiêng rất là nhiều rồi. Này thì ông ở đây đến mùa đông thì có lạnh lắm không? Mùa đông ấy. Không lạnh bao nhiêu đâu. Không lạnh bao nhiêu á? Ừ. Lạnh ít thôi. Như đôi chân của ông này, cô bác này, bị liệt từ ông bảo là rất là lâu rồi. Thành ra là bây giờ cái cẳng chân này nó nhỏ hết cả đi rồi ông nhỉ? Ừ. Đi... Bên ngoài nó đi không được. Vâng. Thế bây giờ như cháu hỏi ấy tí, thì là mỗi lần mà ông đi vệ sinh thì ông đi bằng cách nào? Xin á. Vâng.
đi cái bên kia. Đi ra bên kia à? Ừ. Ờ. Bên kia nó đi. Mỗi lần đi là ông lại trườn đi à? Ừ. Nghe nó đi chứ. Vâng, nhưng mà ông lại trườn 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 như này đi à? Ừ. Ông xó bây giờ ghê. Nó hình cao bánh bánh chỗ. Ờ. Ờ, là có nghĩa là lại trườn đi thôi cô bác ạ. Ừ. Đây thì thóc thóc này ông để làm gì? Thóc cho con gà ăn. Con gà? Ừ. Ông còn có cả gà? Nó hai con gà. Còn hai con gà? Ừ. Wow. Bây giờ nó còn nóng lắm ông ạ. Phải tí nó mới uống được ấy. Tí nó ăn được. Tí nó mới uống được. Nóng bây giờ ấy. Chưa ăn cơm thì à, cháu ăn rồi ông ạ. Đấy, cháu ăn cơm rồi đấy. Cháu ăn cơm là từ trên nhà để cháu mới xuống đây rồi. Đấy, vừa rồi thì đi qua kia thì chỉ biết là thôn ông đang ở thôi chứ không biết là nhà. Đấy, may là trẻ con nó đi học qua đây, cháu còn hỏi được. Đấy, đấy ông thì nhìn vào khuôn mặt thì hiện lên là những cái nếp nhăn rất là nhiều cô bác ạ. Đây chỉ nó thôn năm bảy đấy. Vâng, cái này thì chắc bây giờ cháu được sẽ đi kiếm một cái ống hút. Ông có sứa pha mi đúng không? Đấy, ông chắc là sứa pha mi thì hôm nọ là bạn Trình cũng vừa mới mua lên này cô bác này. Đấy, đây nhìn như cô bác có thể nhìn thấy vào trong nhà của ông cụ thì cũng không có những cái vật dụng gì mà giá trị cả cô bác. Đây là cái gì đấy ông? Trong này là cái gì đấy? À, cái chân thôi. Dạ? Cái chân thôi. Chân gì ông? À, chân quế thì nó ăn cá xe nè. À. Ăn cá. Ồ, ăn long. Ăn long á? Bốn nè, nè. Ăn nè phần ta. À, chân thôi cho. Chân thôi cô bác ạ. Nhìn như kiểu có một hình dáng người, cháu tưởng là cái gì? Là nó tốt hơn lưới hay gì đó? Ừ. Đấy. Máy quạt này là hôm nọ là bạn Trình chắc là mua lên cho ông này. Ừ. Đấy, đây thì ông là cháu cho mua cho này. Dạ vâng, đây là cô bác này. Ông thì để gạo ở trong cái túi này thôi. Đấy, túi này thì như kiểu là bị thủng rồi. Sẽ để ở đây này. Vào cô bác có thể nhìn thấy vào trong cái ngôi nhà của ông cụ thì hầu như là không nhìn thấy một cái thứ đồ gì mà giá trị cả. Ở đây thì có riêng một cái máy quạt là cháu Lực thấy là nó giá trị nhất thôi cô bác. Còn là những cái đồ mì tôm này với lại sứa kia này thì cũng được là bạn Trình và bạn ấy lên thăm ông cụ và mua lên thôi. Như cô bác có thể nhìn thấy này, một cái bàn thờ của ông cụ thì trên cháu Lực cũng chẳng thấy thờ một cái tấm ảnh của người nào. Và cái lưu hương của ông thì cũng được ông là dùng cái ấm này, nó bị hỏng rồi thì ông sẽ làm lại. Đây là cái tấm ảnh người vợ của ông à? Hả? Đây là tấm ảnh người vợ của ông à? Đây là vợ của ông à? Đây cho ra những gì ra? Đâu. Này à? Ra những gì á? Ừ, đi bỏ đi đâu? Lâu rồi. Là bỏ đi á? Ừ, bỏ đi à. Nhưng mà từ lúc ông bị liệt vợ ông mới bỏ đi hay là như thế nào? Nó ở đây nó không có cái gì ăn ý thế, nó không ừ mà. Ôi giời. Giờ ông thì vẫn còn giữ cái tấm ảnh người vợ đã bỏ đi này cô bác này. Ông thì vừa kể với cháu Lực là do là ông cũng bị liệt này và gia đình không có cái gì ăn nữa thì bà thì cũng bỏ đi. Ông thì có biết là bà bỏ đi đâu không? Lâu rồi. Lâu rồi à? Ừ. Phải nói là ông có một cái số phận thật là rất là bi đát luôn cô bác. Không có một người con, một người cháu nào đến cái người vợ mà ở với mình thì cũng bỏ đi, không ở lại với ông nữa.
Đấy, ông thì ở trên này thì có những cái chứng chỉ mà người cao tuổi với cô bác này. Đấy, mừng thọ là 75 tuổi rồi. Lâu rồi. Đấy, đây thì những cái... Ông thì lâu rồi á? Hả? Thế thì ông phải được 80 tuổi rồi chứ? Được rồi, được. Bây giờ được 80 tuổi. Ờ, có thể là ông là bị những cái tai biến này cô bác này. Có những câu thì ông sẽ nói không có được chuẩn cho lắm. Đấy, như cô bác có thể nhìn thấy. À, đây là cái giường ngủ của ông này cô bác này. Uống nước đi. Cũng chỉ có một cái tấm đệm này này. Một cái tấm chiếu thôi. Để ông giải lên và ông ngủ thôi cô bác. Giường ông thì cũng chẳng... À, chỗ buồng ngủ của ông thì cháu Lực cũng chẳng thấy nhìn thấy có nhiều cái tấm chăn gì cả. À, bên này thì cháu Lực thấy có ba bốn cái chăn thì không biết là ai là ngủ đây. Bên này thì ai là ngủ đây ông? Đây không ai ngủ đâu. Không ai ngủ à? Thế nhưng mà sao ông có nhiều chăn đấy? Nhiều chăn thì trước mua rồi. À, trước là mua à? Cái này thì được người ta mua cho ông hay là ông đi đâu lấy về không? Ồ, trước đó từ túc mùa rồi. Từ túc mùa. Cháu Lực đang kiếm cái ống hút mà không biết là những cái lọ sứa Fami của ông thì sẽ để đâu hết rồi. Cái gì nó không có. Vâng. Ông cái lọ sứa Fami ông để đâu hết rồi? Cái... Sứa Fami á. Cái ăn ở bát sứa ngọc cũng à dê. Sứa hộp sứa hộp sứa ờ bồ mi nào á này cái ống nào mi mẹ gì hả bồ mi nào thấy một tí nữa muội thì ông sẽ uống nhá, con để đấy cho ông đấy nhá. Đấy, cái này thì con sẽ đi lấy một cái bát này. Đây là bây giờ thì cháu để nước vào đây một tí này thì kiến nó sẽ không có vò bò được vào ông nhá. Đấy, bỏ vào đây này. Đấy, thì sẽ bỏ đây cho ông nhá. Cháu ở trên mái à? Dạ vâng, cháu ở trên ông ăn bánh không? Cháu bóc bánh cho ông nhá. Đây. Đây bánh này thì cháu Lực cũng biết là ông là có tuổi rồi cho nên là mua những cái bánh nó mềm cho ông này. Thấy không? Đấy. Cái này ngon đấy. Cái này ngon nào? Nếu ông thích gì lần sau cháu vào cháu lại mua cho ông nhá. Đấy. Đấy. Này ngon lắm. Đấy, ông cứ ăn đi. Hay một tí nữa thì cháu Lực xé băm cái thịt kia nhỏ ra là để rang lên cho ông. Nhìn cái dáng của ông này cô bác này, không có một người con nào, người vợ của mình thì cũng bỏ đi. May mắn là hàng xóm xung quanh đây là mỗi bữa là lấy cơm về cho ông, có bữa thì ông sẽ tự nấu. Vào trên cái ngôi nhà của ông này cô bác này, như cô bác có thể nhìn thấy là những cái lỗ mà thủng li ti li ti kìa, rất là nhiều luôn. Đến mùa mưa thì chắc là cái ngôi nhà này sẽ bị rột rất là nhiều này. Đấy, còn may là cái chỗ của ông ngủ thì nó sẽ không có bị thủng này. Thì mưa chắc chắn là mưa sẽ là không có rột vào cái chỗ ngủ của ông được. Đấy. Ông ăn xong rồi thì ông uống sứa này. Vâng, vâng. Đấy. Nói là vừa bị liệt này, xong là ở nhà, ở gia đình mình không có một ai chăm lo và chăm sóc mình cả. Một mình là tự sinh và tự sống ở cái ngôi nhà bé nhỏ và sổ sệt của mình. Như ông thì có được cả nhà nước người ta hỗ trợ một chút nào không ông? Chưa. Chưa á?
Đáng lẽ là như những người mà bị liệt thì được nhà nước người ta hỗ trợ tháng mấy trăm nghìn chứ ông thì không được à? Ừ. Rồi. Người ông thì bây giờ là được hàng xóm người ta quý, người ta là lấy gạo cho ông đấy đúng không? Nhà ông thì có ruộng chút nào không? Không. Không có ruộng một chút nào hết á? Chỉ có là mỗi chỗ đất ở trong gia đình này thôi à? Ôi. Có đủ là ở đấy cũng có À, có một chút à? có À, mặt à, thế là cái ruộng kia là cho người ta làm xong là người ta lấy gạo cho mình đúng không? Vừa rồi thì cháu Đức không hiểu là ông sẽ đi đâu, ông bảo là không có ruộng thì sẽ đi đâu lấy gạo để về để ông ăn nấu cơm ăn, nhưng mà ông bảo có một chút ruộng là được bên là được cho người ta làm, và là mỗi vụ là người ta cho ông một ít. cháu Không, ông uống đi ông. Đấy, mất ông uống đi. À, nó nguội đấy, ông uống đi. Thôi, thêm nước bọt nào. Nhìn là ông uống những cái ngụm sữa này của bác, có thể là ông rất là thèm khát những cái lọ sữa như này rồi. Lần sau cháu vào thì cháu lại mua cho ông là thêm sữa ông Thọ nhá. Cái sữa ông Thọ này thì nó sẽ được để được lâu hơn, và mỗi lần ông uống thì ông pha ra cốc này. Cháo này thì đến lúc mà ông ở nhà thì ông tự pha ra nhá. Cháo này thì ông biết pha chưa? Biết Biết pha, rồi. biết rồi đúng không? Đấy, cháo này thì cháu Lực mua lên cho ông là cháo gấu đỏ. Đấy, trước tiên thì cháu Lực sẽ mua lên cho ông là 10 gói cháo trước, và sau này cháu Lực vào thăm ông thì cháu Lực sẽ mua thêm những cái món đồ khác cho ông. Đến lúc mưa to thì ngôi nhà của ông thì có bị dột hết nhà không? Ní chết rồi Phần Long tươi dù mà đến dân lại bố về mà lại mà ní mà ni là à nơi lùng ở mé này lên phần sai mà đi bố phần sai má. sai mà cam mà ní chết Ông bảo là cái chỗ này đến cái mùa mưa này của bác này thì mưa mà kèm theo gió đấy thì nó sẽ tạt hết vào cái chỗ giường ngủ của ông này này, còn là mấy cái chỗ này thì ở trên này thì là bị dột hết. bố tôi nhà lấy chúng không ở Bồ lán chính ra đấy, ông thì cứ nói là anh dù từ sáng nữa mai mai á bồ lán dù các chủ tịch thôn này ồ đấy, là các chủ tịch thôn này. Thế ông thì cứ lo cho cháu Lực là có đói không để ông ăn nấu cơm cho. Nhưng mà nếu mà nhìn ông ăn nấu cơm này thì ông rất là tội luôn cô bác. Đấy, một tí nữa thì cháu băm thịt này cho ông nhá. Cái này thì cái chậu này thì ông để làm gì? không vớt đi thôi Vứt đi à? Còn cái chậu này không? vâng À, chậu này là ông để nước đúng vâng không? Để nếu ngâm thịt. cho cháu bên kia làm được thôi À, cũng được này vâng để này hôm nay để cháu nấu cơm trong một bữa nhá. Nhá, hôm nay để cháu nấu cơm trong một bữa. Cái thịt này thì tí cháu sẽ băm cho nó nhỏ hết ra là để ép là nó vào thầm hấy. Hấy ạ. Ok, là liệu bác sao hơi dễ ố. Nên dễ bác khỏi khâu chứ nó. lên mà phan Bồ bồ ma phan nó dễ. Thấy một miếng cải đắng nó. À, bộ muốn mình cắn là xe nãy là nó bắt cải hận một cái ngôi nhà mà đi không cẩn thận là còn bị vấp phải những cái này này cô bác này, ngã luôn. Mà ông thì có thể nói là ông dùng để trườn đi cô bác, thì những cái tấm ván làm bằng tre này thì cũng đã sạch hết đi này cô bác này, được ông là trườn và gọi là làm như một cái xẻ lau ấy. Là dù bên chạy áo hơi lạnh mà hót hơi cái này chứ. Một kéo lán ở đây chứ gì à? Bàn lan. Kéo em mà này còn hơi hót hơi à. Một bàn lan ở bàn này lán hót ở đây chứ. Là hỏi ông thêm mà một chút về vấn đề này. Lúc mà dè tần ai đi
lục về thân áo này. À, mấy tụi nhỏ nó đi cặp béo căng bùn bùn à. Lên lục nè, dè dè tao nói của mấy lục á. Bùn mi. Bùn mi á. Ừ. Cái tụi lán này dè, ở trứng đó, ra mai đấy. Tụi lán à. Đi mắt bẹt dè. Ồ, mắt bẹt dè ta. Ừ. Ở lấy lưới ngấu dè nó. Ừ. Cái này, đúng tức quản dè tao nói lên thỏ bùn mi sắc tụi lục á. Bùn mi nhỏ. Ồ. Ông thì có kể với cháu Lực là không có được con của bác. Thế như củi này thì ai lấy về cho ông? Đó, cho cháu lấy cho. À, cháu lấy cho à? Ừ. Ôi, ôi. Thế cháu hàng xóm đúng không? Ở xung quanh nhà này đúng không? Ừ, đúng. À, có vẻ là cái nhà hàng xóm của ông không biết là có quan hệ gì với ông không, nhưng mà theo ông kể thì hầu như là những cái gì mà ông cần thiết nhất thì đều là do là cháu của ông ở bên kia là lấy cho thôi. Không có quỷ thì nó bảo cho cháu. À, ông thì bị liệt mở mỗi chân thôi chứ hay là cả tay nữa? Tay À, là, thì, à tay, tay 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 thì vẫn bình thường đúng không? Chân ở đây nó đi ở đây hai chân nó đi đâu cũng được đâu. À, ông thì bị liệt hai đôi chân của mình này cô bác này, đi không được. Nếu mà do nhà mình bị liệt ở tay thì chân mình thì vẫn còn đi được nữa. Kia là cái thất của ông ở kia đúng không? Đấy, bây giờ thì ông cứ ngồi đấy đi nhá. Vâng. Ông cứ ngồi đấy để cháu băm thịt này xong là để xào lên cho ông. Đấy. Những cái nồi của ông cô bác thì cháu thấy có một số nồi thì là được ông sử dụng, còn vâng. Còn một số đồ thì hầu như là không có đụng đến luôn này cô bác này. Nhưng cô bác có thể nhìn thấy là cái nồi này này thì nó đã bị móc hết cả da rồi, bị bụi là phủ rất là nhiều. Còn là những cái tấm này thì đây này, cái dây mà cái tre này, nếu mà cái dây này mà bị đứt thì cái tấm này nó sẽ ngả xuống dưới luôn. Gọi là ngôi nhà này thì rất là sơ sài luôn rồi cô bác này, không có cái gì để mà diễn tả nữa rồi. Bây giờ thì cháu Đức sẽ băm thịt này để cho ông. Thank you.
ông thì còn không? Dầu ấy, ru lên nước mì không nhá, dè. Còn mì yếu. Nước mì yếu ra. Ừ. À. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ xào cái thịt này cho một chút cô bác ạ. À, cháu Lực sẽ xào một nửa thôi. Còn một nửa thì ông bảo là sẽ để ra nhà tủ lạnh ở bên nhà cháu mà hay nấu cơm cho ông ấy. Đây là mì chính của ông à? Lọ để vào lọ đây à? Ông thì cháu để cho ít ít muối thôi nhá. Vâng. Để cho một tí là có vị thôi nhá, không có để nhiều đâu nhá. Ông thì ở đây thì có ai hay vào đây với ông không? Không có ai vào đây à? Chỉ trừ những lúc mà cái cháu hàng cháu lấy cơm về cho ông thôi à? Nó ngoài cho cháu bên kia lấy. À, cháu này nhưng mà không phải là cháu ruột đâu chứ, mà cháu làn điền rồi mấy. Cháu làn điền cháu gì? Mấy chú đi chơi, mấy chú đi chơi chơi đi bắn hoa. Hoa lưới mà rót thẳng chú đêm nay. Chú đêm nay lấy hoa. Lấy cho đàn điện xe á? Ừ. Cái chơi à. Cái bắn chơi lúc lấp đi. Lấy bộ rót cả đắng. Khoảng cái bộ rót. Ông thì bảo là có một đứa cháu nhưng mà là gọi là con của anh nhưng mà cũng là bị tâm thần đấy cô bác, thành ra là không có giúp được cho ông cái thứ gì hết. Đã hôn nó một chỗ. Đây, này cái chưa. Đấy, thịt này thì sẽ để cháu sẽ rang lên, xong là để vào bát, đến lúc nào mà cháu bên kia lấy cơm ra cho ông thì ông trộn với thịt này để ăn nhá. Vâng. Bao nhiêu lâu rồi ông chưa ăn thịt đấy? À, được 5 giờ, 5 ngày rồi. Được 1 năm nay chưa ăn thịt á? Nó cũng ăn có cái gì ăn chứ thôi. À. Chắc là hôm nọ là bạn Trình vẫn mua thịt liên cho ông cô bác, nhưng mà do là chắc ông là bị như thế này là cũng không nhớ được lâu cô bác ạ. Có thể như ông bị lùm dệ ông lùm dệ pan phé về nên bạc thú nâng mình mất bố cơ gắng nâng ăn như vậy. Cơ cơ nướng ăn như thế, ăn như nào, nướng xinh như nào. À, này cái đây chưa. Cháu chở chú đi chào này. Ờ. Thấy rằng thịt lên cho ông thì ông bảo là vẫn cứ để vào chảo này này cô bác này. Đến lúc mà ông ăn cơm thì ông sẽ đun lên và lại rang lại thêm một lần nữa. Đến lúc nào mà ông ăn cơm ấy thì ông rang vừa vừa thôi nhá. Thấy ông rang vừa vừa thôi, mình ăn được bao nhiêu thì mình rang bấy nhiêu nhá. Thấy còn một nửa thì cháu để trong tủ, thì một nửa thì cháu để lại, xong rồi một tí nữa cháu sẽ mang cất ở bên nhà mà ông vừa bảo là mang cơm cho ông nhá. Bao to mà chỉ thế này mà. Vâng vâng. Làm nhiều thì cũng được. Đó. À vâng. Và cũng phải nói là rất là may là được bạn Trình lên chia sẻ cái cuộc sống và cái cuộc sống của ông cụ thì cũng rất là nhiều. Cô bác anh chị Mạnh Thường Quân cũng có gửi những tấm lòng vàng tới cho bạn Trình và nhờ bạn Trình là mua những cái thực phẩm lên cho ông. Phải nói là những cái tấm đệm này, những cái chăn này, với lại những cái máy quạt, với lại thùng mì tôm này thì cũng đều là do bạn Trình là mua lên hết thôi. Chứ lên trên nhà ông thì
không nhìn thấy một cái thứ vật dụng gì đáng giá cả cô bác ạ. Này bây giờ thì cũng gần chín loại thơm rồi đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng chỗ lá da. Vâng. Mà này là phá cháo gì chị Níu không? À, xin bật ra chị Thố. Chị Thố gì? Chị Thố ở đây chứ mấy? Bật ra. Thố ở đây á? Bật đây chút chị nào. Ở sao mà chị Thố, chị, làm quay video mà chị Thố mà chị Yên Níu nhỉ? Hả? Vừa lên làm quay video làm pha thố pha nhiêu mà pha biếng này mà chỉ là nước này ạ. Mòn này không thấy cái này này là cháo pha cho ông là một gói để ông ăn kèm cái thịt này thì sẽ ngon hơn. Đây, ông lấy cái bát này cho cháu nhá. Đây. Cháu để cháu vào đây chứ. Cái bát này thì ông vẫn rửa rồi nhưng mà tráng qua cho nó đỡ bụi đi cô bác ạ. Cái này là cái cái này là ông để cầm cho đỡ nóng đúng không? Để đây một tí đã, bây giờ thì cháu sẽ đun nước lên một tí đã thêm nhá. Thấy để cháu có đây chứ. Ừ, nên là nó tốt này, bạn này pha cháu mà chỉ nữa rồi. Đấy. Bây giờ thì xào thịt lên. Thì bỏ ít ra thịt vào đây, xong là pha một gói cháo cho ông. Cháo có ít rồi. Vâng. Tí nó ăn không được. Vâng, tí ông ăn không hết à? Ôi nhưng mà một gói cháo này ông ăn không hết à? Không hết. Bữa ăn xong bây giờ. À vâng. Được rồi. Vâng, thì cho pha cho ông một ít nhá. Vâng. Ông có bỏ súp vào không? Bỏ cho một ít cho nó ngon nhá. Vâng. Cái cháo này thì cách pha của nó thì cũng rất là dễ thôi cô bác. Chỉ cần ông đun nước sôi lên, xong là pha lên thì là được rồi. Và cũng kèm theo đó là cháu Lực sẽ mua băm cho ông một ít thịt băm nữa để ông ăn kèm theo với cơm này. Ông đang tìm cái gì đấy? Kéo ấy, không cần đâu, cháu được rồi, cháu bỏ rồi. Đấy. Cháu Lực đã bóc cái xúc ra từ lúc nào rồi, ông thì cũng bảo là tìm cái kéo. Uống nước chè thì lấy á. Vâng, vâng, ông ạ. Nước chè cũng có. Vâng, ông thì cũng có uống chè à? Vâng. Chè này thì ai mang ra cho ông? Chè á? Vâng, thì ai lấy ra cho ông ấy, chè? À, cho nó cháu mua được. À, cháu mua cho à? Ừ. À. Nhà ông thì có nuôi mèo không đấy? Có mèo á? Ờ. Có. Có á? Thế ông phải cẩn thận mấy cái đồ này nhá. Vâng, có nó... Nhà... Bên kia không phải nhà ở đây. Ờ, ông thì hình như là cái kia cao quá thì chắc là ông không có ấy được. Được rồi. À, ông thì đến lúc mà đun bếp củi như này thì ông phải cẩn thận nhá. Vâng. Ông phải cẩn thận là
vùi nó thật kỹ nhá. Không thì đến lúc mà nó mà xảy ra chuyện gì đấy là cháy là ông không có chạy kịp đâu đấy. Ông cũng đừng có để những cái bìa cắt tông để gần đây quá nhá. Để xa xa một chút nhá. Lấy nước để nước mà cho nó không cho. Vâng. Vâng. Để nguội một tí nữa thì mới ăn được. Cháo này còn rất là nóng đó, để một tí nữa thì mới ăn được. Còn những cái sứa như này thì cháu mua lên đấy thì lúc nào mà ông uống ấy thì ông pha nước và đun nước sôi lên để pha uống nhé. Ngọt lắm. Ngọt lắm à? Nhưng mà ông có muốn uống không? Ông có thích không? Thích chứ. Thích à? Ông thì cái gì nó thích ăn. Vâng, thế là được rồi ông ạ. Chỉ sợ là ông là bị như này xong là ốm yếu, ông cái gì cũng không có thèm ăn, chỉ sợ là những cái điều đấy thôi. Ăn ăn cho nó khỏe. Vâng, ông cứ ăn rồi cho nó khỏe đi. Vậy. Đấy, bây giờ thì có thể nói là cái đôi tay của ông này, cô bác này thì vừa thay thế cái đôi chân của mình luôn rồi. Vậy. Tay của ông thì vừa là tay vừa là chân rồi đấy nhỉ. Chân nó tay nó ít thôi, nó cái chân nó đau lắm. Cái chân này thì bị như thế thì có đau không? Như này thì bây giờ còn có cảm giác gì không? Cái này thôi. Bây giờ thì như này cháu cầm như này thì có cảm giác gì không? Không. Không có cảm giác gì luôn à? Cái này đau lắm. Cái này thì là ông là trườn đấy cô bác. Chuyển theo cái này quá thành ra là nó bị đau này này. Có thể nói là cái đường này này cô bác này, cái đường này thì ông là trườn đi là gọi là sạch hết cả cái tấm tấm ván này rồi ấy. Có một chút thịt băm này vào này cô bác này thì ông sẽ ăn ngon miệng hơn. Giờ nhắn đặt vào. Đặt đặt bố. Đây ra. Đấy. Nhìn cái cách ăn của ông của bác này rất là ngon. Ngon lắm. Ông có muốn ăn cháo này nhiều không? Hả? Ông có muốn ăn cháo nhiều không? Kia ông có một thùng cháo đây không? Một thùng cháo. Sắp hết chưa ông? Khá hết rồi. Cái thùng cháo kia thì hôm nọ là bạn Trình cũng mua lên này cô bác này. Hôm nay thì cháu Lực không biết là ông có cháo rồi và cháu Lực cũng có lại mua thêm nữa. Này ông. Có thêm thịt băm vào thì cháo nó ăn ngon hơn ông nhỉ? Có thêm mì nữ tốt lên. Đấy. Đây mì nữ mà. Bạn là nó nước muối đấy tốt ạ. Đấy. Này ông. Nóng không? Không nóng đâu chứ, nguội rồi đúng không? Đấy, cháu thấy là nguội rồi. Ăn no rồi. Này, đấy, một hai một muôi nữa. Hai cứ để đây đã cô bác. Vừa rồi thì ông cũng đã ăn một ít cháo xong rồi. Có lại ai vào nhà ông? Bác à? Đấy, bác ơi, trời con ngấu rẻ à?
Đây thì bác cháu ấy vừa rồi thì cháu được tưởng là một bát đơn rồi. Vừa rồi thì cháu được tưởng là cháu của ông là còn trẻ của bác, nhưng mà cũng lớn tuổi rồi. Nãy bác ấy đến đây chỉ tiếp gì ấy, bác? Bác ạ. Để Hà Tiếp ạ? Ồ, bác là được cũng được hơn 50 tuổi rồi. Bác có thể hát là về một chút hoàn cảnh ông này bố. Bác đã có chịu bố? Đúng hả? Bác có thể ha là về chút hoàn cảnh ông này bố. Bác đang này bạn bác. Bác và phục vụ ông nhé. Đó thầy làm chơi làm một chút à. Thế là người họ căng ngủ trên mà hư ông lại mỗi bản đấy sự diện xịt đấy cơ cao mà hư à. Nên người từng bác này là người mà hay là lấy cơm ra cho ông để ăn của bác này, gọi là xung quanh hàng xóm này bây giờ chỉ có mỗi bác này là thân thiết với lại ông thôi cô bác, gọi là thấy ông rất là tội và lo lắng cho ông đến lúc nào mà đó mà ông không còn cái sức khỏe và không còn ở trên hay lúc bác để ông này có bố mẹ phụ nhìn không? Thế tôi còn mi lê bố mi bố mi á và ba lê được trái từ đắp vậy mới mới này lắm trái từ đắp vậy ở lấy cậu ra ra lắng ma chứ ra lắng ma ồ ra lắng ma lê trái từ đắp vậy lê chú làm chỗ này trứng lê đi chút trứng gì à đi đường à ồ Thế vừa rồi thì bác cũng có nói với cháu Lực, bác thì không có biết nói tiếng Kinh của bác. Ông thì trước kia là cũng có lấy một người vợ, nhưng mà do là ông bị như thế này thì người vợ của ông thì cũng đã bỏ đi rồi. Và trước kia thì cũng không có một người con nào. Thì thành ra bây giờ ông phải là lủi thủi sống một mình ở cái ngôi nhà mà phải nói là rất là xuống cấp rất là nhiều rồi các bác. Không biết là cái ngôi nhà này thì liệu mà theo như cháu Lực nhìn thấy là đến lúc mà ông không còn nữa thì ngôi nhà này cũng sẽ gọi là tàn phai theo cái thời gian của nó rồi cô bác ạ. Nói là cảm ơn bác này rất là nhiều. Bác có một cái tấm lòng mà tình gọi là cái tình nghĩa mà con người với nhau ở trong làng, thấy ông không có thêm cái người nào để mà chăm lo cho ông nữa. Những cái bữa cơm ông thì đều là do đôi bàn tay của bác là lo cho ông thôi cô bác. Và cũng đồng thời thì cháu Lực cũng xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở bên canh của Hoa Cải Vàng đã gửi những tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú tới cho ông để những cái bữa cơm ông có được những cái miếng thịt này, có thêm những cái đồ thực phẩm mà ông gọi là không có thể mua được nữa rồi cô bác này. Cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị rất là nhiều. Và hôm nay thì cháu Lực xuống thăm ông thì cũng có trích tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra là để mua những cái thực phẩm cho ông cô bác ạ. Còn bây giờ thì tức phim này hôm nay khá là dài rồi cô bác. Cháu Lực cũng xin phép là ngồi chơi với ông thêm một lúc nữa, và cũng xin phép là di chuyển đi về nhà rồi cô bác. Tại vì ở trên nhà cháu Lực còn có một chút công chuyện nữa thì cháu Lực còn phải thực hiện nốt cô bác ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị.